Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thành phố Thanh Hóa. Mở đầu chương trình là phần tin thời sự. Mục Nhịp sống đô thị phản ánh công tác chuẩn bị cho năm học mới trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Nhân kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đồng chí Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cùng đoàn công tác thành ủy đã đến thăm và tặng quà các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh. Đoàn công tác đã đến thăm tặng quà đồng chí Văn Như Tước ở số nhà 02, đường Dương Đình Nghệ, phố Cao Điền, phường Tân Sơn, nguyên là phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, lão thành cách mạng. Đồng chí Lê Khắc Biểu ở số nhà 01, khu tập thể Ngân hàng, phường Điện Biên, nguyên là phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cán bộ tiền khởi nghĩa. Thay mặt Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, đồng chí Nguyễn Xuân Phi gửi lời cảm ơn sâu sắc tới những đóng góp của các vị lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa đối với công cuộc xây dựng phát triển thành phố Thanh Hóa nói riêng và đất nước nói chung. Đồng chí Bí thư Thành ủy mong muốn đồng chí lão thành cách mạng và gia đình luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo và tin rằng với uy tín và kinh nghiệm của mình, các đồng chí lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo tỉnh và thành phố qua các thời kỳ tiếp tục theo dõi và có những đóng góp tích cực cho công tác lãnh đạo, điều hành của thành phố trong thời gian tới. Trong tuần, đồng chí Lê Anh Xuân, tỉnh ủy viên, chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và đoàn công tác đã làm việc với trường Trung cấp nghề số 1 và Trung tâm Giáo dục Thường xuyên thành phố triển khai năm học 2018-2019. Theo báo cáo của hai nhà trường, trong những năm học qua, chất lượng giáo dục và đào tạo thường xuyên được nâng lên, lượng học sinh đến nhập học ngày càng đông, tỷ lệ đậu tốt nghiệp và kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên luôn nằm trong top đầu của tỉnh. Hơn 90% học sinh tại trường Trung cấp nghề số 1 được giới thiệu và làm việc theo đúng nghề đào tạo. Trường Trung cấp nghề số 1 và Trung tâm Giáo dục Thường xuyên thành phố đề nghị thành phố bổ sung biên chế, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học, đưa công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở thành tiêu chí thi đua của các trường trung học cơ sở hàng năm. Đồng chí Lê Anh Xuân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa yêu cầu hai trường cần làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, viên chức và người lao động, xây dựng kế hoạch sáp nhập hai trường trên cơ sở bộ máy ổn định hiện có, nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đáp ứng nhu cầu thực tiễn về thợ có tay nghề cao trong các doanh nghiệp, đồng thời thực hiện hiệu quả mục tiêu hướng nghiệp, phân luồng giáo dục sau tốt nghiệp trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Sau đây là những tin tức khác diễn ra trên địa bàn thành phố tuần qua. Trong tuần, Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa tổ chức hội nghị sơ kết công tác tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm đợt 1, triển khai kế hoạch tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm đợt 2 trên địa bàn thành phố Thanh Hóa năm 2018. Đợt 1 năm 2018, thành phố và các phường xã đã tiến hành phun tiêu độc khử trùng, phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm tại các chợ, khu công viên, khu công nghiệp, các điểm mất vệ sinh với tổng số trên 2.000 lít. Tiêm vaccine tiêm phòng dại cho đàn chó mèo, trâu bò, dịch tả lợn, đàn gia cầm với tổng số hơn 100.000 con. Hội nghị cũng đã triển khai kế hoạch tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm đợt 2 trên địa bàn thành phố Thanh Hóa năm 2018, bắt đầu triển khai từ ngày 24 tháng 8 năm 2018 đến ngày 30 tháng 8 năm 2018. Từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9, các phường xã tổng hợp tiêm phòng và báo cáo kết quả tiêm phòng về Ủy ban Nhân dân thành phố. Hưởng ứng phong trào lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới, năm 2018, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ chiến sĩ trong đơn vị tích cực tham gia và đã quyên góp được số tiền 60 triệu đồng hỗ trợ nhân dân thôn 8 xã Hoàng Quang xây dựng đường giao thông trong thôn. Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang thành phố đã cùng với lãnh đạo lực lượng quân sự, dân quân xã, cấp ủy, ban liên cán và nhân dân trong thôn san lấp đổ bê tông tuyến đường ngõ vực của thôn 8 xã Hoàng Quang. Vừa qua, Hội người cao tuổi thành phố Thanh Hóa đã tổ chức hội thi các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giỏi cụm 3 năm 2018. Tham gia hội thi có 10 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đến từ 8 phường trên địa bàn thành phố là Hàm Rồng, Trường Thi, Đông Cương, Đông Hải, Đông Thọ, Điện Biên, Lam Sơn và Nam Ngạn. Mỗi đội thi trải qua các phần thi chào hỏi, kiến thức và hùng biện,
thể hiện sự thông minh dí dỏm, hiểu biết về thực tiễn hoạt động của các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, cơ cấu tổ chức, 8 mảng hoạt động, 6 nội dung sinh hoạt, các kết quả hoạt động thực tiễn của câu lạc bộ mình. Thông qua hội thi, Hội Người Cao Tuổi thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác hội, cổ vũ động viên các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, tạo điều kiện để các câu lạc bộ được giao lưu, học tập lẫn nhau, nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn thành phố. Năm học 2018-2019 đã cận kề. Để chuẩn bị cho một năm học mới thành công, ngay trong thời gian nghỉ hè, các nhà trường đã phối hợp với hội phụ huynh, ủy ban nhân dân các phường xã đầu tư sửa sang trường lớp, mua sắm bàn ghế trang thiết bị, đề nghị thành phố cho hợp đồng thêm giáo viên đứng lớp đáp ứng yêu cầu năm học 2018-2019. Trường mầm non Bình Minh được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2017 tại khu đô thị Bình Minh, với kinh phí hơn 40 tỷ đồng, bao gồm 16 phòng học và các phòng chức năng với quy mô 600 học sinh. Đến thời điểm này, trường mầm non Bình Minh đã có 40 cán bộ giáo viên và 270 trẻ đăng ký học. Trường mầm non Bình Minh chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho 15 nhóm lớp để chào đón năm học 2018-2019. Và bên cạnh đó thì ban giám hiệu đang chỉ đạo các nhóm lớp làm đồ dùng đồ chơi để chuẩn bị cho cái điều kiện cũng như cái đồ dùng để phục vụ dạy và học cho các cháu. Kết thúc năm học 2017-2018, hầu hết các trường học trên địa bàn thành phố đều phối hợp với hội phụ huynh, ủy ban nhân dân phường xã để đầu tư chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới theo hướng chuẩn quốc gia. Đầu tư xây dựng phòng học, phòng chức năng, sửa chữa hệ thống điện nước, sân trường, công trình vệ sinh, tường rào, sân khấu, bố trí lại các phòng học, phòng ăn, phòng làm việc cho phù hợp với điều kiện số học sinh, số lớp đang tăng lên. Bên cạnh đó, các nhà trường cũng đầu tư mua sắm bàn ghế và các trang thiết bị cho các lớp học mới, đồng thời thay thế sửa chữa các trang thiết bị đã hư hỏng. Đặc biệt là năm nay, do cái số học sinh của lớp 1 tăng, chính vì vậy cho nên là bàn ghế, các trang thiết bị dạy học của chúng tôi phải tăng cường để có điều kiện cho học sinh được học tập. Năm học 2018-2019, do số học sinh vào lớp 1 tăng cao đột biến, đã ảnh hưởng rất lớn tới việc sắp xếp bố trí phòng học và giáo viên đứng lớp tại các trường nội thành. Đặc biệt, một số trường như Tiểu học Đông Thọ, Tiểu học Đông Vệ 1, Đông Vệ 2, Tiểu học Lý Tự Trọng, số học sinh tăng cao hơn năm trước từ 150 đến 250 học sinh. Điều này đã gây rất nhiều khó khăn cho các nhà trường do việc không đủ đội ngũ giáo viên đứng lớp, không đủ phòng học và thiếu kinh phí sửa sang trường lớp và mua sắm bàn ghế, các trang thiết bị phục vụ năm học. Để giải quyết những khó khăn này, các nhà trường đã phải tăng sĩ số lớp học, tận dụng các phòng chức năng, phòng bán trú, nhà thi đấu đa năng làm lớp học. Tuy nhiên, việc đảm bảo cơ sở vật chất ở các trường không thể phó mặc cho các nhà trường tự lo liệu, mà phải có sự đồng hành của chính quyền địa phương và phụ huynh học sinh. Theo cái dự báo của cái công tác phổ cập báo lại thì nhà trường phải đầu tư thêm một số cái phòng học nữa thì mới đủ được để tuyển cái số trẻ sinh năm 2013 sắp tới. Về cái đội ngũ thì hiện nay nhà trường thiếu hơn 10 giáo viên. Trong năm học hè vừa rồi thì có đoàn lãnh đạo thành phố, trong đó có cả chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã về trường để xem xét cái tình hình cơ sở vật chất nhà trường và cái công tác tuyển sinh. Thì trong quá trình đi khảo sát và xem thì chủ tịch cũng đã thấy được sự khó khăn của nhà trường và đã có cái kết luận là sẽ xây thêm phòng học để kịp thời trong năm 2018. Mặc dù các khó khăn về cơ sở vật chất cho năm học 2018-2019 đã và đang được giải quyết, nhưng vẫn không thể giải quyết triệt để. Bởi trong 2 năm tới, số học sinh vào lớp 1 tiếp tục tăng cao, thì nhiều trường học trong nội thành vẫn tiếp tục bị động, khó khăn trong việc giải quyết tình trạng thiếu phòng học, thiếu giáo viên. Chính vì vậy, cần có sự đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng, có phương án tuyên truyền học sinh hoặc xây dựng thêm trường mới, đáp ứng nhu cầu dạy và học của giáo viên và học sinh. Chương trình truyền hình thành phố Thanh Hóa hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.